chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê con ông Zebêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông: hai ông bỏ cha là Zebêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Khi đọc hay là khi nghe cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, nhiều người trong chúng ta chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên tự hỏi là động cơ nào mà khiến các môn đệ đầu tiên lập tức bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu. Có phải là các ông đã gặp Chúa trước đây rồi và đây chỉ là cái giây phút quyết định? Theo các nhà chú giải là đúng như vậy. Nhưng dù đã gặp được Chúa trước đây rồi sao lại không có quyết định lúc trước đó mà bây giờ mới quyết định? Chừng đấy lý do chưa có đủ để cho các ông bỏ cha, bỏ vợ, bỏ lưới, bỏ thuyền, lập tức ra đi theo tiếng gọi của Đấng không có nơi gối đầu. Tức là đi vào chỗ, đi vào con đường vô định, không biết là như thế nào trước mặt mình. Tại sao các ông lập tức bỏ đi theo Chúa Giêsu như vậy? Thì cũng các nhà chú giải Kinh Thánh đưa ra một cái ý tưởng như thế này. Đó là tại vì ơn gọi của các ông chính là tin mừng cho con người. Tin mừng về con Thiên Chúa cũng chính là tin mừng cho toàn dân. Thế nên việc các môn đệ mau mắn đi theo Chúa Giêsu vì họ nhận ra Ngài là tin mừng đích thật có giá trị hơn mọi thứ mà các ông đang sở hữu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho đó mà ơn gọi là môn đệ của Chúa không chỉ dành cho các linh mục hay các tu sĩ mà dành cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Đó là ơn gọi chọn Chúa hơn mọi giá trị trần gian. Vì thế ơn gọi này là một thách đố cho tất cả chúng ta. Ơn gọi này nói với chúng ta những điều gì? Chứ là đối với tôi là một linh mục, thì lời mời gọi hãy theo ta là lời mời gọi đặt Chúa là ưu tiên trên hết trong các công việc mục vụ của mình. Là nhìn thấy Chúa nơi các người mình được sai đến để phục vụ. Là chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa, như lời đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói. Còn đối với tất cả quý ông bà anh chị em, lời mời gọi của Chúa hãy theo ta có nghĩa là đừng mải mê đi làm kiếm tiền rồi bỏ lễ chủ nhật. Đừng mải mê của cải vật chất mà quên đi việc phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đôi khi quên cả việc dâng mình cho Chúa khi thức dậy vì mãi vội vàng đi làm. Đó là ơn gọi. Chúng ta đừng có ham xem phim ảnh hay là mê chích chét đến khuya rồi quên đọc kinh tối trước khi đi ngủ vì mệt quá. Cũng là ơn gọi chúng ta đừng có ham vui nhậu nhẹt tới khuya rồi lăn tăn ngủ chẳng còn kinh sách gì hết.
vân vân và vân vân. Chúng ta không dám bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ tất cả mọi sự, bỏ sở nghiệp của chúng ta, bỏ nghề nghiệp của chúng ta và đi theo Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều hơn, nhưng mà bỏ những cái nhỏ nhỏ tôi vừa nêu ra không dễ đâu. Chỉ khi nào chúng ta dám bỏ những cái nhỏ nhỏ như vậy thì rồi chúng ta mới dám bỏ những cái lớn hơn, có thể tập được theo Chúa. Và cái điều mà giúp chúng ta vượt qua những thách đấu, đặt Chúa lên trên hết mọi sự, thì chúng ta phải nhìn thấy Chúa là người bạn luôn trung thành của cuộc đời chúng ta, và nhận ra lời của Chúa đem lại hạnh phúc đích thực, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng trong việc ưu tiên chọn Chúa hơn mọi giá trị khác. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu vẫn đang đi tìm chúng ta lúc chúng ta đang làm việc hay đang mải mê với những dự tính tốt đẹp như bốn môn đệ trong đoạn tin mừng hôm nay. Chúa gọi chúng ta bằng nhiều cách, không phải chỉ là trong lúc đọc kinh dự lễ, mà có khi chỉ một lần chúng ta sốt sắng cầu nguyện, học đọc một đoạn tin mừng hay nghe một bài giảng. Nhiều khi Chúa nói với chúng ta ngay giữa chợ đời xô bồ, giữa lúc bon chen vật lộn với cuộc sống, hay qua những biến cố vui buồn sướng khổ của đời chúng ta. Nên chúng ta, mỗi người, chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ để tìm lấy câu trả lời cho chính mình. Là tại sao các môn đệ dễ dàng đi theo Chúa như vậy? Còn chúng ta thì sao? Làm thế nào để chúng ta cũng có thể dễ dàng và quyết liệt bước theo Chúa và đặt Chúa ưu tiên trên hết mọi sự như các môn đệ ngày xưa?